Hello, em xin chào chị bà con cô bác nhá. Dạ vâng, em kênh thương hiệu Ngạn TV xin chào tới tất cả các bác anh em nhà, nhà vườn nhá. Dạ vâng, hôm nay em sẽ tiếp tục làm video cho các bác nữa, video thứ hai là video hôm qua gọi là video mở bài và hôm nay sẽ gọi là video của thân bài các bác nhá. Thì em sẽ chia là 3 phần thì uh, mở bài, thân bài và kết bài các bác nhá. Trong video của đợt năm 2024 này sang 25 này đã phục vụ tất cả các bác anh em nhà vườn yêu thích về cây vải thiêu và tất cả các loại giống vải và xin chào tới tất cả các bác anh em uh, trong cả nước và tất cả các tỉnh thành nhé Thì hôm nay em sẽ tiếp tục làm video chia sẻ thêm những thông tin bổ ích cho tất cả các bác thứ nhất là anh em mình sẽ xoay lại cái năm mất mùa là năm nay là năm 2024 mất mùa này và anh em sẽ phân tích lại của năm 2019 các bác nhé năm 2019 À, mất mùa thì à, anh em mình sẽ tính toán lại và sẽ xem lại sổ sách. Cũng như em đã lên là kế hoạch rồi thì để cho các bác xem video à, cho anh em làm theo nó sẽ không bị lỡ chuyến và nó sẽ không bị phải chỉnh sửa không phải sai khi đã làm video rồi phải thực sự hiểu biết về cây vải và hiểu biết về thời tiết, hiểu biết về lịch à, âm dương cũng như là À, cái, cái cách mình anh em mình để chia sẻ vậy để cho các bác nắm được và cái thời tiết nó rất chi là quan trọng cho các bác thì ở, ở hai cái video này thì video đầu là mở bài và thân bài và kết bài thì còn một video kết bài nữa là video đó phải có thời tiết thì em mới kết được bài thì video này là video hôm qua là video của mở bài và video hôm nay sẽ là video thân bài các bác nhá thế cho nên là các bác hãy chú ý lắng nghe cũng như năm nay em sẽ làm cũng như giúp đỡ tất cả các bác để làm sao để cái năm 2024 này sang 25 này nó sẽ không bị mất mùa như năm 2019 bước sang năm 2020 phải không ạ? Đúng không? Thì anh em mình cũng đang mong muốn như vậy thì tất cả bác này, cái vườn vải Thanh Hà tơ của em bây giờ đã lớp lọc khai rồi các bác này, đã lớp lọc khai này. Mà đây là cái vải Thanh Hà em đang ghép ổi lai nhá. đang ghép ổi lai này, các bác này nhìn này. Ghép nhá, mắt ghép hết này ghép ổi lai vào, vào vào vải thanh hà nhé, đây các bạn này, ghép hết rồi nhé, đã được hai lớp lọc rồi này, ghép ổi lai nhé, giống ổi lai này ra lọc nhanh lắm các bạn, nhìn ra xanh mướt chưa, hai lớp lọc, rồi. <laughs> Đấy, không thấy ổi lai lọc đẹp không? đúng không? còn vườn trên thì mới tỉa xong hôm nay được một tuần các bác nhé, rồi em xem thời điểm quay video cho các bác đây, để cho các bác xem được cái ngày tháng và À, giờ bây giờ thì hiện tại bây giờ đang là 17 giờ 28 phút à, thứ năm ngày 20 tháng 6 năm 2024 của dương lịch các bác nhé. Còn âm lịch thì hôm nay cũng là thứ năm ngày 15 tháng 5 năm 2024 của âm lịch các bác ạ. Thì anh em mình sẽ vừa đi vừa tâm sự vừa nói chuyện thì tí nữa em sẽ rõ sổ ra. Anh em mình sẽ tính toán từ đâu có nghĩa là từ bước à, đầu là từ lúc Cắt tỉa tạo tán à, Sau thu hoạch các bác nhé Để mình chăm sóc Cũng như là làm sao để cho nó hợp lý nhất là cái năm nay Nóng quá các bạn toát hết mồ hôi rồi này Hiện tại giờ à, Năm rưỡi rồi mà còn nóng như thế này Đấy Ghép ổi lai vào Các bác vào thanh hà thấy tốt chưa Cái này em mới ghép để thí nghiệm thôi nhé Các bác không nên làm theo Ghép hết rồi Ghép ổi lai vào thanh hà và thanh hà này Đây, đây càng ghép hết này đây trong... cho <laughs> kéo ở lại like ở tại nhà nhá đấy nên cho nên là các bác lưu ý thì à, em bây giờ em sẽ chia sẻ như này cái thứ nhất là của năm 19 và 20 nó sẽ trùng nhau thì chúng ta sẽ tính là cái thứ nhất là cái lập xuân này tiết khí của lập à lập đông này xong đến uh, thời tiết của đông chí này và thứ ba nữa là lập xuân này và thứ tư nữa là nó kết thúc xuân ở thời điểm nào thì để anh em mình làm, làm lọc và khi làm lọc rồi thì lọc một này và lọc hai này các bác cứ làm như bình thường nhá cứ làm như bình thường không sợ sớm quá không sợ nhỡ nữa mà cái năm uh, thuộc thuộc vào cái năm của mất mùa cũng như năm 2020 các bạn 19 sang 20 thì các bác, bác biết rõ rồi đấy À, năm nay sẽ là năm quyết định cho các bác để cái năm 19 sang 20 này để cho tất cả các bác nhà vườn mà năm nào năm năm nay gọi là năm uh, 2024 này bị lỡ chuyến đò mà vườn nhà mình không có quả vải nào không được bắt phở nào thì <laughs> hơi buồn không <laughs> ạ à, mong các bác thông cảm thì à, anh em mình sẽ cố gắng xây dựng cũng như là à, giúp đỡ lẫn nhau à, trên kênh thương hiệu lục ngạn tivi và cũng như là các bác nếu có ý kiến gì hay, hay là à, cùng nhau à, để lại lời bình luận để đánh giá cũng như là uh, giúp đỡ lẫn nhau anh em xem video và đọc lời bình luận để giúp đỡ lẫn nhau các bác nhé thì theo quan điểm của em thì năm 2019 20 thì năm 20 em rất chi là được mùa rất chi là được mùa nhé Đấy, năm 2019 cũng được nửa vườn và năm nay 2024 cũng chỉ được nửa vườn thôi Thì cái lý do này thì em đã ghi hết cả cái thời tiết uh, Thời tiết khoanh vào ngày nào À, thực sự là em ghi rất chi là tỉ mỉ cụ thể để tránh Để khi những tránh những cái năm nó lặp lại như thế này Thì vào nó vào 5 năm nhé 5 năm 5 năm Mất mùa một lần Cứ 5 năm vòng 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 mặt trời vào uh, Trái đất sẽ quay lại như vậy thì 5 năm sẽ là mất mùa một lần Thì uh, Khi mất mùa một năm Thì nó sẽ rơi theo 3 năm tiếp theo nếu anh em uh, Chúng ta mà không làm tốt được thì nó sẽ mất Thêm hai năm nữa các bác nhá Đấy, thì cho nên là anh em mình sẽ cố gắng làm sao để cho cái vườn cây trái của mình nó được ra hoa kết trái theo như ý muốn các bác nhé. Các bạn. Thì à, em sẽ tính như này, năm nay sẽ là cái năm quyết định cho các bác là riêng vải năm nay nhá Các bác lưu ý này, em à, chia sẻ chân tình cho các bác những cái năm mất mùa này mình sẽ làm theo cái phong cách khác, mình thời thiết mình sẽ tính nhưng mà mình sẽ tính cái vải nó sẽ đủ lọc mình sẽ khoanh. Có nghĩa uh, với em như uh, em tính của năm 2024 sang 2025 này thì theo như dự kiến và theo như em suy đoán thì nó mất tiếp theo như một năm của 2020 nữa. Đấy. Còn nếu các bác nào cảm thấy không tin hoặc các bác nào biết uh, những cái điều gì hay thì anh em hãy để lại bình luận và đóng góp ở trong video nhé để anh em mình cùng nhau cải tiến cùng nhau uh, đưa ra cái kỹ thuật tốt để giúp đỡ những bà con anh em nào mới làm vườn mà anh em chưa biết làm vườn các bác nhá thế cho nên là em chia sẻ như vậy thì các bác em vẫn khuyên các bác khuyên cáo các bác một câu này năm nay nhá không cứ vào thời điểm nào là thời điểm khoanh năm nay không cứ vào thời điểm nào là thời điểm khoanh các bác nhá năm nay chỉ căn cứ vào lớp lọc cứ đủ ba lớp lọc khoanh đủ lọc là khoanh không căn cứ các bác nhá em chia sẻ video đầu như vậy trước để cho các bác làm lọc cho nó dễ dàng để các bác có một cái hướng đi mới, các bác có sự chuẩn bị trước để các bác làm nó sẽ dễ dàng hơn. Đấy, không là đến lúc là các bác cứ liên hệ với em rồi phải uh, thời điểm nào cắt tỉa rồi thời điểm nào phải làm lọc thế nọ thế kia không có phải căn cứ nữa. Riêng cái năm mất mùa như này các bác uh, phải nghe em một câu là như này. Ví dụ trong uh, các bác anh em trong miền Nam, phải không? thì uh, có hai đợt khoanh, cũng như ngoài bắc có hai đợt khoanh thì em chia sẻ cho các bác là trong miền Nam ấy thì các bác sẽ có hai đợt khoanh, một đợt là giữa tháng 8 âm lịch, rằm tháng 8 âm lịch và đến rằm tháng 9 âm lịch là các bác phải khoanh vào những cái thời điểm đó. Thì à, trong đó nó không có rét. Khi cây vải phải được ủ lâu và trong cái giai đoạn đó thì cây mới có ra hoa được kết trái được vì không có thời tiết rét như ngoài Bắc này các bác. Thế cho nên là các bác hãy cố gắng làm sao có hai thời điểm đó khoanh chuẩn nhất cho các bác ở trong miền Nam. Khi một năm mất mùa như này và năm 19 mất này và 2024 mất này thì anh em phải kết luận ra xem mình làm nó sai ở chỗ nào và mình cần sửa ở chỗ nào. Đúng không ạ? Thì năm nay là năm 2024 thì em lên video này là chia sẻ cho tất cả các bác anh em miền Nam và miền Bắc. Thì miền Nam thì các bác uh, trong các tỉnh miền Nam Đắk Nông, Đắk Lắk, Tây Nguyên uh, Quảng Ninh, Hải Phòng thì ở ngoài Bắc rồi Thế nhưng mà các bác hãy lưu ý là riêng miền Nam là các bác khoanh vào rằm tháng 8 âm lịch nhá và rằm tháng 9 âm lịch là hai thời điểm đó các bác khoanh là các bác làm lọc muộn lọc sớm là làm sao cứ đến tầm đó là các bác phải đổ ra đổ lá ra à, bẻ gân lá thấy kêu tạch cái thì các bác thời điểm đó các bác khoanh nó sẽ an toàn hơn cho tất cả các bác các anh em nhé nóng quá các bạn chưa thôi nó giữa 6 giờ rồi mà vừa quay video vừa lau vừa hôi nóng nóng kinh khủng luôn thì chính vì như vậy thì em sẽ làm video trước Cũng như là đề mô trước như này để cho các bác anh em xem video Các bác có cái sự chuẩn bị trước nhé Thì uh, cứ ba lớp lọc là khoanh uh, Nhà ông nào làm sớm trước thì ông cứ khoanh trước Năm nay sẽ là cái năm của 24 sang 25 này ấy. Có một số vườn sẽ phải khoanh đến 3 lần Em đảm bảo cho các bác luôn Đấy Năm nay là khá nắng của năm 24 này ấy, Nhưng chưa bằng cái năm của 25 Năm kết thúc của cái đợt Enino này Các bác phải liệt. hiểu em một câu nhá năm 25 này mới là năm cực đỉnh luôn. Rất chi là nóng nha Tại sao em muốn khuyên các bác là làm lộc sớm. Là lá già là để làm gì? Để tránh cái tình trạng làm lộc non quá khi ra hoa kết trái nó mỏng mo. có bác hiểu không? Gặp thời tiết nắng nó sẽ cháy quả hết, hỏng hết. Đấy các bác nhá. Ngoài Bắc này thì uh, uh, nó lại không phải như ở trong Nam. Nó cái lắng đều như vậy thì lại cái cây rồi cái quả, cái mo quả và cây bản thân cây nó quen theo cái thời tiết đó rồi. Nó ít khi cháy quả lắm trong miền Nam đúng không? Nắng đến ba uh, mấy 40 độ không mà cháy quả. Thế nhưng ngoài Bắc này tại sao chỉ có 35 đến 37 38 độ là nắng là cháy quả rồi. Thế cho nên em uh, khuyên các bác như vậy nhá. Thì một cái năm uh, thật sự của năm 24 này đã khó khăn rồi thì năm 2025 này nữa nó còn khó khăn hơn nữa. Thì những gì em biết em sẽ làm tâm huyết à uh, về kỹ thuật để chia sẻ cho tất cả các anh em các bác uh, nhà vườn mình uh, sẽ làm cái cây, cây vải cho nó ra trái cho nó hợp lý hơn để tránh được cái tình trạng nó nứt trái thối trái ờ à, dụng trái nhiều như vậy các bác nhá. Thì còn các bác nào tin tưởng thì em thì cứ liên hệ với em và em sẽ gửi thuốc cho. Thì em xin thông báo là khoảng độ tầm 6 tháng 7 này em sẽ vào trong miền Nam thì em sẽ mở một đại lý ở trong đó. Thì các bác anh em trong miền Nam thì năm nay chắc chắn sẽ không bao giờ phải lo về vấn đề là tiền cước tiền thiết rồi nhá. Thì em sẽ mở một đại lý ở trong đó. Đấy em sẽ vào huyện EAK em sẽ mở một đại lý trong đó để giúp đỡ các bác anh em à, khách của em trong đó rất chi là đông. Các bác nhá. Đấy. Dạ vâng thì những lý do như vậy em chia sẻ cho các bác như vậy để cho các bác nắm được là năm nay các bác không cần phải theo bất kể thời điểm nào khoanh nhá. Các bác cứ làm được sớm bao khoanh sớm. Mình sẽ chịu khó khoanh hai ba lần chỉnh sửa hoặc là nó ấm thì mình sẽ áp dụng uh, uh, sử dụng thuốc để hỗ trợ để ức chế lọc uh, lọc đông các bác nhá thì như vậy nó sẽ an toàn hơn cho tất cả các bác. Còn nếu các bác nào kỹ thuật giỏi thì cũng như là một số anh em vẫn hỏi em bảo có cần phun thuốc ủ hoa cho vải không? thì cái phun thuốc ủ hoa cho vải hay không thì nó còn đem lại cái lợi nhuận hay không hay là có cần phun hay không thì em cũng xin trả lời cho các bác này. Nếu như các bác thực sự mà kỹ thuật kém em nói là kém là kém là thật nhá. Các bác nào giỏi ý, thì các bác ấy không cần phun ủ hoa đâu. Em nói thật câu. Còn nếu như gặp thời tiết mà không thuận lợi, à, nó ấm mà chúng ta khoanh đi khoanh lại đến 3 lần mà các bác không sử dụng đến thuốc thì nó cũng hơi bị vất vả cho các bác hoặc là bản thân em cũng vậy. Còn nếu năm nào thời tiết nó thuận lợi thì em cũng như các bác thôi. Cũng không cần phải dùng thuốc, vẫn có hoa quả bình thường nếu thời tiết thuận lợi đúng không? Và kỹ thuật mình có làm tốt được thì vẫn vết khoanh và cũng như là lọc lá mình làm được đầy đủ đẹp đẽ các thứ cây xanh lá mượt phải không? Đấy, cho nên các bác hãy chăm sóc ở cái lá nhé. Lá nó phải xanh mượt như này. Thì khi cái lá xanh mượt là cái lá nó khỏe lá, khỏe cây. Cái lá là một bộ phổi, là trái tim của của cái cây cây vải các bác nhé. Thế cho nên là sau này nó nuôi trái nó sẽ cực kỳ là đẹp trái hơn các bác nhé. Đấy. Rồi, bây giờ em sẽ đi vào cái chủ đề chính để phân tích cho các bác là cái năm 2019-20 và năm 2024 bước sang 2025 này để anh em mình phân tích phân tích nhá em nói này nếu mà nó gần nhau ấy cách nhau ba bốn ngày thì em đảm bảo các bác một trăm phần trăm đấy một trăm phần trăm là nó sẽ mất mùa tiếp còn nếu nó chênh nhau nhiều chênh nhau tháng chênh nhau lại chênh nhau ngày nhiều hơn đấy tất cả về từ bắt đầu lập đông cho đến uh, đông chí cho đến lập xuân cho đến uh, kết thúc lập xuân thì uh, các bác uh, mời các bác sẽ theo dõi trong quyển sổ tiểu thuyết của em nhé thì cũng như để cho các bác anh em mình cùng nhau nắm được cái cách làm cũng như là cái video này em quay lên như này để cho các bác nắm được vô tình các bác quên thì các bác lại mở lại cái video này các bác lại phân tích lại những gì em nói và trên sổ sách xem thực sự nó có đúng không phải không thì cái video của mở bài và video này là video thân bài và video kết bài nữa thì nó phải có thời tiết thì em mới làm được video kết bài thì có nghĩa là khi anh em mình làm lọc và cũng như là khoanh rồi là hai cái mục đích này anh em mình đã làm chuẩn đến 90% rồi đúng không ạ? Thì tất cả sau này còn tùy thuộc vào thời tiết nữa, đúng không? Đấy, ví dụ như năm nay chẳng hạn là anh em mình cũng làm đầy đủ khả năng, đầy đủ kỹ thuật cũng cố gắng hết cỡ rồi. Thế nhưng mà thời tiết nó không ủng hộ. Nó sinh ra mất mùa, mất mùa thì nó sẽ sinh ra mất mùa hàng loạt như vậy. Thì cái đây nó không phải là lỗi riêng một nhà chủ nhà vườn hay là một cái hướng dẫn nào của em nào đó sai. Nhưng mà thực sự đây là nó là do cái thời tiết chung nó còn đến năm 2000 hết 2025 này nhá các bác nhá. Hết 2025 này thì các bác làm vải nó mới dễ đi, dễ nhá Em nói trước cho các bác như vậy để các bác nắm được. Rồi, bây giờ em sẽ mời các bác uh, ghé qua quyển sổ thiểu thuyết của em nhá. Thì quyển sổ của em sẽ ghi khoảng đó từ uh, 55 5 đến 65 thì là em sẽ biết là cái hướng của nó. Cái vòng uh, vòng quay của trái đất ấy, 565 nó sẽ bị uh, ví dụ em theo theo dõi năm nay này Năm nay nữa là 5 năm này, đúng không? 2019 này. Sang ngày 2024 này, đúng không? Là 5 năm mất uh, mất mùa một lần nhá. Nếu như đến 2029 2029 lại mất mùa tiếp thì những video và cách tính bài toán của anh em nó sẽ chuẩn đến 100% cho tất cả các bác nhà vườn. Các bác nhá. Đấy thì có những cái video như vậy thì để anh em mình làm sao? Để cho anh em hoặc là các bác hoặc là các anh em về tuổi già rồi thì lại để cho các cháu người ta anh em có một cái video cũng có một cái nền tảng như này nó dễ dàng hơn để cho anh em uh, các cháu mới vào làm vườn uh, nó sẽ thực sự là dễ dàng dễ làm hơn đấy các bác nhé rồi em sẽ chia sẻ cho các bác uh, qua quyển sổ tiểu thuyết nhá dạ vâng thì uh, trước mắt video của các bác đây thì anh em mình sẽ xem lại cái uh, uh, lịch lập đông uh, cũng như là thời tiết và đồng chí lập xuân, kết thúc lập xuân như thế nào của năm 2019 sang 20 này Các bác nhé, em sẽ cho gần và cho các bác xem này à, Tiết khí của lập đông là nó sẽ rơi vào mùng 8, à, thứ 6 Ngày mùng 8 tháng 11 năm 2019 của Dương Lịch các bác nhé Còn âm lịch sẽ rơi vào 12 tháng 10 năm 2019 các bác nhé, đúng không ạ 2019 đúng không? Thì lập đồng chí này Đồng chí sẽ rơi vào 10 Đồng chí năm 19 sang 20 này 19 sang 20 nhá Thì nó sẽ vào 22 tháng 12 Dương lịch thì lúc nào cũng vào 22 tháng 12 của đồng chí rồi các bạn 22 tháng 12 của đồng chí này Vào chủ nhật Ngày 22 tháng 12 Năm 2019 Các bạn nhá Nóng quá các bạn Nóng kinh khủng luôn Đấy nhá. À, và ngày 22 tháng 12 năm 2019 của dương lịch và ngày âm lịch vào 27 tháng 11 năm 2019 các bác nhá. Tí nữa em sẽ lấy cái cái bắt đầu mình sẽ so sánh từ cái của lập đông và đồng chí và lập xuân và kết thúc lập xuân để xem nó chênh nhau nhiều không. Nếu như nó chênh nhau từ 5 ngày đến một tuần quay về ấy, thì em đảm bảo với các bác nó như năm 2020 nó sẽ mất mùa cực 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 sâu luôn. Như năm 2020 nó chỉ được 50 50 thôi các bác nhá. Đấy là còn là phải làm thực sự là tốt nhá. Yeah. Rồi đây, các bác xem của đồng chí này, đúng không ạ? Và lập xuân của 19 sang 20 đây, nó sẽ vào thứ ba ngày à, mùng 4 tháng 2 năm 2020 của dương lịch các bác nhá. Còn à, vào ngày âm lịch thì sẽ cũng vào ngày thứ ba Ngày 11 tháng 1 là tháng giêng ấy năm 2020 của dương của âm lịch các bác nhá. Đúng không ạ? Thì uh, kết thúc lập xuân của năm 2020 uh, là vào thứ tư ngày 19 tháng 2 năm 2020 của dương lịch các bác nhá. Còn ngày âm lịch sẽ vào ngày thứ tư. Ngày âm lịch sẽ vào ngày thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2020 của âm lịch các bác nhá. Đấy thì các bác hãy theo dõi và cũng như để em chia sẻ như thế này thì nếu các bác cứ chụp ảnh lại ví dụ các bác đang xem các bác chụp ảnh lại cái cái của năm 2019 này bước sang 20 này đúng không ạ thì tí nữa em sẽ lật sang trang để cho các bác xem cái của lịch của năm 2024 có gì giống nhau với năm 2019 không các bác nhá rồi mời các bác theo dõi nào rồi vâng trước mắt các bác đây là quyển sổ để em đang ghi chép lại của lịch uh, trình của năm 2024 đây của năm 2024 nhá nhá các bác nhá rồi dạ vâng em cũng đã đánh dấu và cũng ghi chép rất chi là cụ thể cho các bác đây thì các bác hãy xem này uh, lập đông này tiết khí lập đông của năm 2024 uh, sang 25 này nó sẽ đây này À mất mùa này, em sẽ đánh dấu là những năm mất mùa em sẽ cũng đã đánh dấu ở đây này. Và năm à, 2019 mất mùa em cũng đã đánh dấu ở đấy rồi. Tí em sẽ quay lại để so sánh cho các bác này. Thì nó sẽ rơi vào mùng 8 tháng 11 năm 2024 của dương lịch, thứ 6 là lập đông. Và ngày âm lịch thì cũng là thứ 6 ngày mùng 8 tháng 10 năm 2024 của âm lịch các bác nhá. Thì đến đông chí này. Đông chí sẽ vào ngày đồng chí của năm 24 sang 25 này sẽ vào ngày 2 thứ chủ nhật này ngày 22 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của dương lịch các bác nhé còn âm lịch thì cũng vào ngày 22 tháng 11 năm 2024 của âm lịch các bác nhé thì nó có nghĩa là chênh nhau vào một tháng có nhỉ âm lịch âm và dương chênh nhau 1 tháng và lập xuân của năm 2024 24 sang 25 đây thì vào thứ ba ngày mùng 4 tháng 2 năm 2025 của dương lịch các bác nhá. Còn âm lịch thì cũng vào thứ ba ngày mùng 7 tháng 1 năm 2025 của âm lịch các bác nhá. Và kết thúc lập xuân năm 2025 sẽ rơi vào thứ tư ngày 19 tháng 2 năm 2025 của dương lịch các bác nhá. Còn âm lịch thì cũng vào ngày thứ tư ngày 22 tháng 1 năm 2025 của âm lịch các bác nhá. Thì bây giờ em sẽ phân tích cho các bác luôn. Sẽ giả sang trang là để gì? Chúng ta sẽ phân tích lại để xem cái ngày lập xuân này, cái ngày lập xuân này và ngày đồng chí này và ngày kết thúc này và ngày lập đông này xem nó trùng lập đến mức độ đến 70% không. Thì mời các bác theo dõi nhá. Nào. À, chúng ta sẽ tính này. Lịch thường thì ở trên lịch dương nó giống nhau hết nhá. Nhưng ở Việt Nam thì em khuyên các bác là nếu mà làm vải này các bác cứ làm theo âm lịch ấy. thì cái lịch dương này nó giống nhau này. Thì cả cái lịch âm nó cũng giống nhau. Thế nhưng mà nó sẽ bị bị, bị uh, sai về cái cái tháng các bác nhá, tháng hoặc ngày thì mình tính xong nó cái thời điểm nó uh, quyết định khoanh để cho ủ hoa đó thì mình sẽ tính như này. Thì bây giờ sẽ vào mùng 8 nhá, lập đông là mùng 8 tháng 10 này. Mùng 8 tháng 10 này của năm 2024 này. Đúng không Bước sang 25 này. Thì bây giờ em sẽ quay lại cho các bác đây. Nó vào kia là mùng 8 phải không? Còn đây 2019 này. Bước sang 20 này nó sẽ vào 12. Thế là có nghĩa là mùng 8 tháng 10 và 12 tháng 10 là chênh nhau có 4 ngày nhá. Chênh nhau 4 ngày là nguy hiểm đấy. Chênh nhau 4 ngày như này là sát quá sát luôn. Quá sát sườn luôn các bác nhá. Đúng không? Thì các bác sẽ tính về đồng chí này. Đồng chí các bác tính của lịch âm này, của năm 2019 mất mùa này. Các bác nhá, đây này, em ghi chữ mất mùa trên này này. Đây này. Này các bác nhìn này. Đấy, 2019 này à, sẽ vào 27 tháng 11 năm 2019 các bác nhé Đấy là lịch âm của đồng chí này. Đấy, đúng không? 27 tháng 11 à, à, 2019 của âm lịch này thì à, nó hơi nóng tí các bạn mong các bác thông cảm vừa quay video vừa lau mồ hôi quá vất vả luôn. Đúng không ạ? Đây, các bác sẽ tính này. Đúng không? 22 tháng 11 này, đúng không? À, em sẽ phân tích như vậy nó rất giống rất giống nhau nhá 22 tháng 11 này 22 tháng 11 âm lịch này là đồng chí này của uh, Tháng Dương Lịch này Thì uh, của 2019 nó sẽ vào là ngày 27 Thì nó chênh nhau 5 ngày Các bác nhá Còn trên này nó uh, lập đông nó chênh nhau 4 ngày Và uh, Đồng chí nó chênh nhau 5 ngày Và các bác sẽ lại xem của Lập Xuân của năm 2019 chúng ta sẽ so sánh lại của năm 2020 đúng không ạ? Lập xuân này, lập xuân thì nó sẽ có năm 19 sang 20 này, nó sẽ rơi vào ngày 11 tháng 1 năm 2020 của âm lịch nhá Chúng ta sẽ tìm về âm lịch thôi. Còn cái dương lịch này thì nó như nhau hết, cũng là mùng 4 tháng 2 hết nhé. 11 tháng 1 này là tháng riêng ấy. Thì đây thì lập xuân của năm 2024 bước sang 25 này. Thì vào thứ ba này Và mùng 7 nhá. Mùng 7 tháng 1 này thì năm 2019 thì nó rơi vào ngày 11 thế nó chênh nhau 4 ngày. Em nói khẳng định cho các bác luôn nếu em xem nhiều và cái cách làm cũng như là em ghi chép ấy thì nó giống nhau ấy cái mục đích ấy. Nó giống nhau đến mức độ quá đến 70% như thế này ấy thì em nói khẳng định với các bác là năm 2025 này vẫn mất mùa các bác nhá. Thế cho nên là anh em mình sẽ cố gắng. Đấy nha các bác hãy nhìn đây. Mùng 7 tháng 1 này năm 2025 này, đúng không ạ? Còn cái kia là 11 tháng 1 năm 2020, bước sang 20. Đấy là đây là video này là làm cho vụ vải của 24 sang 25 các bác nhá. Cũng như là cái tờ kia thì là 19 sang 20 các bác nhá và kết thúc của lập xuân này vào thứ tư này ngày 22 tháng 1 năm 2025 của âm lịch này các bác thì bây giờ anh em mình sẽ quay lại cái của 2019 này à. đây 2019 là 20 này nó rơi vào thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2020 các bác nhá Thế là cái năm 2025 và năm 2020 này nó tranh nhau chỉ có 4 ngày. Chỉ có tranh nhau 3 4 ngày thôi. Nó rất chi là giống nhau. Đây là em phân tích cho các bác như này. Thì nếu các bác nào nếu mà thấy có cái điều gì hay hơn hoặc là đóng góp như thế nào để anh em mình để em làm video để cho nó càng ngày nó càng tiến bộ hơn để anh em mình làm cho nó chuẩn các bác nhé. Thì các bác xem trên sổ thì em sẽ ghi một cái quyển sổ này đúng 15 năm. Nếu như đây là 5 năm này đúng không ạ? là mất mất mùa một lần này à, thì 5 năm nữa thì có nghĩa là quyển sổ này sẽ rơi vào 10 năm thì em thấy nếu cứ 5 năm mất mùa một lần thì anh em mình có cái cơ sở này rồi anh em mình sẽ nắm bắt được cái 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 vận trình thời tiết và cũng như là trái đất à, vũ trụ xoay chuyển như thế nào thì anh em biết trước như này vậy để mình nắm trước được tương lai các bác nhé đấy thì em phân tích như vậy để cho các bác anh em nắm được nhé rồi, thì uh, trên video em đã quay như vậy cũng như là sổ sách thì nói thực ra ấy, những cái này em đã lên kế hoạch trước rồi uh, những hôm nào dỗi em đã lên kế hoạch trước rồi để em tính toán trước cho các bác để em làm video như thế này thì anh em mình sẽ dễ dàng hơn cho các bác uh, nhà vườn thì các bác xem được video này thì các bác uh, biết mà à đây năm 2019 là nó mất mùa uh, như thế này này và thời tiết nữa em nói uh, video mở bài và video này là video thân bài và còn một video kết bài nữa là thời tiết nếu thời thiết mà nó đúng như 2019 bước sang 20 ấy, thì em đảm bảo với các bác trăm phần trăm thế cho nên là em vẫn khuyến cáo các bác của năm 2024 này hãy làm đúng theo cái cách mà 2019 bước sang 20 ấy. đấy vườn nhà em đại thành công các bác nhé đấy thế cho nên là em muốn chia sẻ có những cái kiến thức cũng như là đã được làm rồi và thành công rồi thì em sẽ làm video như vậy để cho anh em nắm được để cho em biết trước được à, anh em mình có cái sự chuẩn bị trước chứ đừng để nước đến chân nó mới nhảy thì anh em mình thực sự nó rất chi là khó khăn đúng không ạ khi làm video rồi thì các bác phải lưu ý này khi em làm một video lên ấy thì em không phải là nói phép nhưng em khẳng định là phải có hàng ngàn người theo theo em em nói thật một câu nhưng khi mà em làm sai thì lại hàng ngàn người đó sẽ bị hỏng thế cho nên là cái gì thì cái em về kỹ thuật và cũng như về thuốc cái tâm tư của em là cái nhà yêu thích cái cây vải này thế cho nên cái tâm huyết của em ấy, em rất thích làm vườn đấy mấy cái thứ hai là cái bán thuốc nó chỉ là cái có cái tiền đi lại các thứ thôi để làm video hoặc là những cái công cụ thay máy thay móc các thứ này thôi. cứ hai ba năm lại thay máy một lần như này đâu các bác không giải quyết được việc gì đâu đấy thuốc sâu thì bây giờ bán này nó nếu các bác em nói thật các bác này nếu bán những cái dòng mà nó không có tên tuổi hay là không có gì đó thì em đây em bán và những hàng công ty đấy thì nó không có bán đắt được giá chẳng được mà đắt cũng chẳng bán được tất cả là cơ quan chức năng người ta khống chế giá hết rồi và công ty người ta cũng tính giá hết rồi cũng không thể bán đắt được thế cho nên anh em các bác hãy lưu ý đấy không? thì các bác thực sự xem mà thấy hay nhá hữu ích cho tất cả các bác anh em nhà vườn à, thì hãy cho em xin like đăng ký chia sẻ cho kênh thương hiệu lục ngạn tv và kênh thuốc chữa bệnh Tào mã nhá À, xin chúc tất cả các bác anh em cái làm lọc và kỹ thuật nào, của năm 2024 này sang 25 này à, sẽ thành công rực rỡ nhé và chúc tất cả các bác anh em qua một năm à, vụ mùa này thu hoạch xong rồi thì các bác nào còn vải thì vẫn đi bán còn các bác nào mà bán hết vải rồi thì hãy quay lại à, tỉa tót vườn và chuẩn bị à, dọn vệ sinh vườn cho sạch sẽ các thứ nhé các bác nhé đấy thì à, tâm lý của ai cũng vậy thôi. À, khi người ta có vải mình không có cũng hơi buồn các bạn thế cho nên nhiều cái thôi cuộc sống ông trời không để mất hết của ai cái gì đâu không để mất hết cái đường sống của anh em các bác cái gì đâu thế cho nên anh em các bác đừng có lo đừng có xoắn làm gì hết à, ai cơ, ai cũng làm ăn cũng có thời cũng, cũng có vận hết các bạn quan trọng anh em cứ gặp nhau cái sức khỏe cứ cười lên cười tươi lên <cười> như thế là được rồi đó ok xin chào tất cả các bác nhé à, xin phép à, chào em sẽ tạm dừng video đây xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác